Thưa quý vị, thông tin chúng tôi mới cập nhật ít phút theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 2 tháng 2, Việt Nam có 31 ca mắc mới, trong đó có 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Như vậy, trong ngày hôm nay, tiếp tục ghi nhận thêm 30 ca mắc trong cộng đồng. 30 ca cộng đồng tại Hải Dương, 18 ca, Quảng Ninh 8 ca, Hà Nội 1 ca, Gia Lai 3 ca và 1 ca nhập cảnh cách ly ngay tại thành phố Hà Nội. Đáng chú ý, toàn bộ học sinh và giáo viên trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú Hà Nội có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ngày hôm nay, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, Viện đã lấy mẫu xét nghiệm và giải trình tự gen virus SARS-CoV-2 trên 16 mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân COVID-19. Qua giải trình tự gen cho thấy, có 11 trên 16 mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân COVID-19 tại Hải Dương, Quảng Ninh có trình tự gen tương tự chủng virus biến thể ở Anh. Cụ thể, 11 mẫu này đều có trình tự gen tương tự virus B.1.1.7 lần đầu xuất hiện tại Anh vào tháng 12 năm 2020. Theo các nhà khoa học, biến chủng B.1.1.7 được cho là có khả năng lây lan nhanh hơn so với các chủng virus SARS-CoV-2 trước đây. Đây là biến chủng đang gây nên sự bùng phát mạnh của đại dịch COVID-19 ở Anh cũng như các nước châu Âu. Hiện biến chủng B.1.1.7 đã xuất hiện trên 60 nước tính đến ngày 17 tháng 1 năm 2021. Liên quan đến chủng B.1.1.7, ngày 1 tháng 2, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh thông tin kết quả giải mã bộ gen virus SARS-CoV-2 ở bệnh nhân 1660 đang điều trị tại bệnh viện có yếu tố dịch tễ liên quan đến Hải Dương cũng mang 17 đột biến tiêu biểu của biến chủng B.1.1.7. Thưa quý vị, tính đến thời điểm này thì ở trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận ca bệnh COVID-19 thứ 20 và bệnh nhân 51 tuổi là F1 của bệnh nhân 1814. Bên cạnh việc tăng cường truy vết F1, F2, F3, Hà Nội cũng đang siết chặt công tác phòng chống dịch tại các chợ, trung tâm thương mại, nơi tập trung đông người. Ghi nhận của phóng viên VTC14 ngay trong buổi sáng ngày hôm nay. Chợ Long Biên, Hà Nội, những ngày cận Tết, lượng người ra vào chợ luôn đông đúc như thế này. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, lực lượng bảo vệ luôn túc trực 24/24 giờ. Ngay từ cổng chợ, những người không đeo khẩu trang đều bị nhắc nhở, thậm chí không cho vào chợ. Ban quản lý chợ cũng tổ chức phun thuốc phòng dịch cho 100% xe ô tô vào chợ. Tổ chức đo thân nhiệt cho tất cả bà con kinh doanh đến giao thương tại chợ. Ban quản lý chợ đã tuyên truyền nhắc nhở và đã phổ biến tất cả đến các hộ kinh doanh và đồng thời qua là tất cả là phải đeo khẩu trang, ai đến mua hàng phải đứng giãn cách đúng qua theo quy định và hàng hóa thì ngày Tết rất nhiều nhưng mà cũng ban quản lý là nhắc nhở sắp xếp gọn gàng và để cho tránh sự cháy nổ và an toàn. Tôi thấy là ban quản lý chợ rất chi là rà soát về cái việc này, về COVID-19 lần này mà ở cổng chợ là các anh bảo vệ ấy, là rà soát là những ai mà không đeo khẩu trang là không được phép vào trong chợ và em cảm thấy rất chi là yên tâm để mình mà làm ăn ở đây và để khách đến và đi ở đây. Không chỉ ban ngày và ban đêm, lực lượng bảo vệ của chợ Long Biên cũng thường xuyên có mặt tại các lối ra vào, điểm kinh doanh, buôn bán để giám sát việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch. Thì loa mấy ngày hôm nay là đọc suốt ngày, suốt đêm, yêu cầu mọi người là vệ sinh tay, đeo khẩu trang. Thì bây giờ là hội phụ nữ chợ là phát khẩu trang miễn phí. Theo đánh giá của Ban Quản lý chợ Long Biên, đa số các tiểu thương đều thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch. Ngoài việc duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, thời điểm này, Ban Quản lý chợ Long Biên cũng tiến hành rà soát các hộ kinh doanh đi từ vùng dịch về để khai báo với cơ quan y tế, cách ly khi cần thiết. Mọi người vào giao thương trong chợ đều phải, thứ nhất là đeo khẩu trang 100%. Cái việc thứ hai là có nước sát khuẩn ở tại ngay cổng chợ và có những cái chậu rửa tay ở ngay
đặt trên địa bàn chợ là 14 cái chậu rửa nước rửa tay. Công tác chợ từ nay đến Tết chúng tôi đã phân công trực lịch trực của lực lượng. Thứ nhất là lực lượng trật tự bảo vệ chia ra làm 3 ca khép kín trong ngày. Yêu cầu là ngoài cái công tác phòng chống dịch thì cái công tác thứ hai vô cùng quan trọng là cái công tác phòng cháy chữa cháy, tuần tra liên tục, nhất là những cái buổi đêm để tránh ra những cái sự cố cháy nổ. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát trở lại, việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch tại các chợ là vô cùng quan trọng. Nó không chỉ làm giảm nguy cơ lây lan ra cộng đồng mà còn khiến người dân an tâm hơn khi Tết Nguyên đán đang cận kề. Trước diễn biến phức tạp của làn sóng COVID-19 thứ 3, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các bệnh nhân tuyến đầu, các bệnh viện tuyến đầu cũng đã sẵn sàng phương án chống dịch. Và tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, phương án ứng phó đang được kích hoạt ở mức độ sẵn sàng cao nhất. Ngay từ những ngày đầu dịch bùng phát trở lại, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã kích hoạt chế độ sẵn sàng ở mức cao nhất. Mặc dù chưa có trường hợp nào nặng phải điều trị tích cực tại bệnh viện, tuy nhiên mọi phương án về nhân lực và vật lực đều đã được chuẩn bị ở mức độ cao nhất. Đợt dịch COVID-19 này thì chúng tôi đã ứng dụng những cái máy móc để xác định cái vật liệu di truyền của cái virus SARS-CoV-2 này. Nó có thể rút ngắn được cái thời gian như lúc đầu có thể mất một ngày hoặc thậm chí vài ngày, nhưng bây giờ có thể tính theo đơn vị là tiếng để xác định các cái biến chủng mà báo chí đưa đấy. Những cái biến chủng như là từ Anh hoặc là từ Nam Phi về thì đều có thể thực hiện được đấy. Sẵn sàng trực tại bệnh viện, lực lượng cán bộ giỏi của viện cũng đã được chia ra nhiều mũi cơ động tới từng điểm nóng như Quảng Ninh, Hải Dương, trực tiếp hội chẩn và cùng đội ngũ y tế địa phương xác định đối tượng nhiễm và dập dịch thần tốc. Xác định từng cái mức độ quy mô của dịch bệnh để chúng ta có một cái đối sách, có một cái phương án xử lý. Chuẩn bị ở đây thì nó sẽ bao gồm là kể cả về nhân viên y tế, về trang thiết bị, về cơ sở vật chất hạ tầng của mình, và cái việc mà đặc biệt trong đó là cái việc mà chúng ta đào tạo, nâng cao được cái kỹ năng về cái khả năng mà phát hiện cũng như là phòng chống lây nhiễm, và cái việc mà chúng ta khoanh vùng cách ly và phân luồng cái cách thức mô hình hoạt động. Hiện một khoa cấp cứu của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang tiếp nhận các ca dương tính, các ca nhẹ mới phát hiện đều được phân vùng cách ly tại các khoa đặc thù tại cơ sở 2 Đông Anh. Môi trường bệnh viện luôn được khử trùng đúng quy định, tránh trường hợp phát tán virus lây lan ra cộng đồng. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để giảm thiểu ảnh hưởng, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh không bị gián đoạn, góp phần hỗ trợ địa phương trong công tác chống dịch, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã bắt đầu chủ động tự chi trả lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho cán bộ, công nhân viên và người lao động. Được sự hỗ trợ của thị xã Đông Triều, công ty cổ phần 397 thuộc Tổng công ty Đông Bắc, Bộ Quốc phòng đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động trong công ty. Một số đơn vị đứng chân trên địa bàn thị xã Đông Triều cũng đã thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên đối với một số cán bộ nhân viên. Toàn bộ kinh phí do doanh nghiệp tự chi trả. Quy trình lấy mẫu theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 397 ở Đông Triều thì nằm trong Tổng công ty Bắc và ngành than. Nhận thấy là cái việc tổ chức sản xuất than là cái ngành mà nó liên quan đến cái ổn định và an ninh năng lượng. Nên là chúng tôi sẽ cùng với Đông Triều, cùng với Quảng Ninh và cả nước chung tay rồi khoanh vùng dập dịch một cách hiệu quả, nhanh nhất và đảm bảo an toàn nhất cho cán bộ, công nhân viên cũng như là người lao động. Phấn đấu làm sao mà trong thời gian ngắn nhất kiểm soát được dịch bệnh. Công ty cổ phần 397 cũng đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tất cả các thành viên gia đình, người lao động đang sinh sống tại các khu tập thể của công ty. Đồng thời quán triệt tất cả mọi thành viên công ty và người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Là một người công nhân đang lao động tại công ty và cũng trong địa bàn mà đang có dịch, vẫn nhiều băn khoăn là không biết là mình có tiếp xúc với ai, người vô tình hay không thì cũng không biết được. Ngoài các biện pháp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của lãnh đạo công ty và ban chỉ đạo phòng dịch công ty đã triển khai, thì hôm nay được lấy mẫu xét nghiệm như này. Như cá nhân tôi và rất nhiều anh em khác cảm thấy là vô cùng yên tâm. Đến thời điểm này thì với sự quan tâm của lãnh đạo chỉ công ty, công nhân chúng tôi đi thực hiện nhiệm vụ là như thế này là cảm thấy là rất là yên tâm. Sau một ngày, hơn 500 mẫu xét nghiệm COVID-19 đã được lấy tại công ty cổ phần 397 và một số đơn vị lân cận. Trên cơ sở đó,
thị xã Đông Triều cũng đang kêu gọi tất cả các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn chủ động lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ nhân viên, người lao động bằng phương thức xã hội hóa, quyết tâm không để dịch bệnh làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần cùng địa phương chiến thắng đại dịch, phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới. Với tình hình hiện tại của dịch COVID-19, nhiều địa phương như Vân Đồn, Đông Triều của tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, phong tỏa tuyệt đối khiến cho việc lưu thông phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu gặp nhiều khó khăn mỗi khi đi qua vùng dịch. Thị trấn Cái Rồng nằm giữa và chia cắt hai bờ đông tây của huyện Vân Đồn. Cũng vì thế mà phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, lương thực thực phẩm và thức ăn gia súc gia cầm không thể qua lại vùng bị phong tỏa. Chị Lăng Thị Hương đã lên Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn để xin đề nghị chính quyền địa phương xem xét cho phương tiện chở hàng hóa thiết yếu của gia đình có thể lưu thông trong huyện cũng như liên huyện trong địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong cái lúc đang dịch bệnh căng thẳng như này thì chính quyền địa phương nên tạo điều kiện cho chúng em, nhưng đây chúng em là hàng thiết yếu chuyên cung cấp lương thực thực phẩm cho dân ở Vân Đồn luôn. Một ngày bọn em bán 20-30 tấn cả gạo, cả cám, tất cả thức ăn chăn nuôi cho lợn gà. Cũng như chị Hương, hàng chục chủ phương tiện, người lái xe chở hàng hóa đã đến Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn đăng ký phương tiện, hy vọng có thể lưu thông chở hàng hóa không chỉ trong huyện mà còn ở các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh. Nhưng do vùng phong tỏa chia đôi hai miền đông tây của huyện nên các xã không thể giao thương với nhau. Do chưa có chỉ đạo của chính quyền cấp trên nên Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn cũng chưa thể tháo gỡ khó khăn này cho người dân. Trong quá trình này thì tất nhiên cũng có những cái khó khăn phát sinh, đó là một số các cái địa bàn mà thực hiện phong tỏa mà không có các cái tuyến đường thay thế thì phải thực hiện truyền tải và nó cũng phát sinh chi phí cũng như là các phương tiện khó khăn cho người dân. Cái thứ hai là một số địa phương khác thì cũng thực hiện kiểm soát rất là nghiêm ngặt các cái phương tiện cũng như người ra vào các cái địa phương, đặc biệt là các phương tiện xuất phát từ địa bàn Vân Đồn chúng tôi, do đó cũng khó khăn nhất định cho các cái phương tiện vận chuyển các cái hàng hóa nhu yếu phẩm ra và vào huyện Vân Đồn. Ngoài các mặt hàng thiết yếu, người nuôi trồng thủy sản và trồng đào ở Vân Đồn cũng đang gặp khó trong khâu tiêu thụ hàng hóa của mình bởi phương tiện chở hàng hóa không thể lưu thông đến các địa phương khác. Khó khăn này cần sớm được địa phương tháo gỡ, không chỉ riêng cho huyện Vân Đồn mà còn cho các địa phương đang thực hiện việc giãn cách xã hội trong toàn huyện để hàng hóa Tết kịp giao thương, đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng của người dân.